Thì mày cái nhà nghe. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức mì cay xúc xích bạch tuộc siêu to với uống trà sữa theo yêu cầu của khán giả tiếp tục đó nha cả nhà. Thì khán giả yêu cầu Huyền, cô ơi cô ăn mì cay với uống trà sữa đi ạ. Ok, hôm nay Huyền ăn nè. Đây á Huyền à, có kèm thêm hai con bạch tuộc siêu to nè và xúc xích nè. Đây Huyền có dĩa tương ớt, thêm ba trái dưa leo và còn đây là một ly trà sữa nữa nha cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Huyền sẽ lấy trái dưa leo ra nè, Huyền đang chiêm trái dưa leo nè. Chiêm cho nó cao lên đó cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn mì cay với Huyền ha. Thì trước khi ăn mì cay, Huyền sẽ mời cả nhà uống trà sữa với Huyền trước nha. Đây trà sữa nè cả nhà. Ly trà sữa này 30k nha cả nhà. Nhưng mà cái nhà ăn mì với Huyền nha. Cả nhà xem cọng mì nè. Vàng ôm nha, dẻo. Nhìn cái cọng mì á, nó rất là dẻo ha, nhìn rất là ngon nha. Đó. Cả nhà thấy ngon không? Thì mời cả nhà nha. Thì mời cả nhà con bạch tuộc với Huyền nha. Mình cho chấm và tương ớt nha cả nhà. Tương ớt với tương cà chung nha. Xuất sắc nha cả nhà. Cái con mạch tuộc này rất là ngọt nha các nhà. Rất là ngọt, ngon. Thì mời các nhà nha. Nó ngon quá các nhà. À, Huyền kể miếng mì nha. Cả nhà thấy cọng mì nó giống cọng mì Sam Giang không? Giống cọng mì Sam Giang không? Ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Nói chứ mì cay nó ngon thiệt. Lâu lâu ăn đã lắm cả nhà. Mà ăn nhiều quá không có tốt cả nhà. Ảnh hưởng bà tử không tốt cả nhà.
Nhưng mà nó cay đó nè, hồi nãy Huyền uống trà sữa trước á, Huyền ăn nó đỡ cay, bây giờ á ăn một khoảng nó thấm cay nè. Nó cay mà nó đã, nấu nó khác cái chảo của nhà khác à. Chảo hoàng, chảo này chảo hoàng, đi khác cái chảo nha. Cái này quá cay quá, nó thấm rồi. Các bạn á, chú cầu Huyền à, cô ơi ăn tép chiên à, độn rau sống à, uống à, coca nha cô. Từ từ sắp tới cái video đó nha cả nhà. Nó ngon nhưng mà nó cay, không có ngon, ăn một hồi nó thấm, nó cay không.
Nhà kế bên người ta đặt gì giờ này? Cái nhà nghe đập không? Đập đá. Đập cục đá. Rất chắc cả nhà. Nhưng mà cái nhà cũng chạy chữ quý vị nha. Cay quá. Cái nhà còn cục xúc xích ngán quá để lại cái nhà. Huyền ăn vừa cái sức của Huyền, Huyền nói là Huyền ngưng nha cả nhà, Huyền không thể nào ép được nha cả nhà. Thì có các bạn nói đã làm mút ban thì phải mút ban cho hết, không có được bỏ lại. Thì thật sự thì mút ban thì là mút ban, nhưng mà no thì vừa sức mình ngưng, chứ đâu có ép được đâu cả nhà. Ép quá cũng không có tốt cho sức khỏe mình đâu cả nhà. Mình ăn gà cảm thấy no là mình ngưng, nhưng mà Huyền mút ban là Huyền ăn thiệt, Huyền không có nhảy ra. Huyền ăn là Huyền nuốt luôn, Huyền không có nhả. Đâm ra là Huyền ăn là vừa đủ cái no, cái bụng Huyền là Huyền ngưng nha. Huyền không có tiếp tục mà thể ăn cho hết tất cả mọi thứ đồ ăn được. Nhiều khi có những cái mâm Huyền để lên thì nó có hơi khá nhiều á, thì Huyền cũng ăn không hết. Mà nhiều khi trung bình vừa vừa như vậy là Huyền sẽ ăn hết luôn. Tại vì nó nhiều quá, nhiều khi làm ít cũng hơi coi nó kỳ kỳ á cả nhà. Cái làm hơi bị nhiều hoành tráng một chút á, thì ăn không hết á cả nhà. Huyền no, Huyền vừa cái sức của Huyền là Huyền nghỉ nha cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh Trần Ngọc Như Huyền, cả nhà đăng ký like share ủng hộ chú Huyền nha. Như Huyền xin bye bye.